Ông Zelensky cảnh báo Nga đang để mắt đến các nước khác sau Ukraine. Thủ tướng Ukraina nói chắc chắn Mỹ sẽ mở lại đại sứ quán. Nga nối lại cuộc tấn công nhà máy Azovstal. Những người Ukraina trục xuất đến Nga bị tịch thu hộ chiếu. Sức khỏe ông Putin có vấn đề. Video cho thấy ông ngồi gù vai, tay vịt cạnh bàn, chân dậm nhẹ liên tục. Mỹ ủng hộ việc hợp tác liên chiều nhằm tạo sự ổn định. Mỹ nói giảm thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc là giải pháp đáng cân nhắc. Khảo sát, 48% người nước ngoài ở Thượng Hải sẵn sàng rời đi trong một năm tới. New Zealand phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể XE của virus sars cov -2. Xin kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi mục tin thế giới tối ngày 23 tháng 4 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Ông Zelensky cảnh báo Nga đang để mắt đến các nước khác sau Ukraine. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky cuối ngày thứ sáu cảnh báo rằng cuộc xâm lược của Nga vào đất nước ông mới chỉ là bước đầu và Moscow đang có kế hoạch thu phục các nước khác. Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi một tướng Nga nói rằng họ muốn kiểm soát hoàn toàn miền Nam Ukraine. Ông nói trong một video, Tất cả các quốc gia giống như chúng tôi tin vào chiến thắng của sự sống trước cái chết. Phải chiến đấu với chúng tôi, họ phải giúp đỡ chúng tôi bởi vì chúng tôi là nước đứng đầu tiên và quốc gia nào sẽ kế tiếp. Truyền thông Nga trích lời ông Rostam Minikayev phó chỉ huy quân khu trung tâm của Nga, nói rằng kiểm soát được miền nam Ukraine sẽ cho phép nước này tiếp cận Transnistria, một phần ly khai của Moldova do Nga chiếm đóng ở phía Tây. Phát biểu này là một trong những tuyên bố chi tiết nhất về tham vọng của Moscow ở Ukraine và cho thấy Nga không có kế hoạch sớm kết thúc cuộc tấn công ở đó. Bộ Quốc phòng Ukraine nói, những bình luận của ông Minikayev cho thấy Nga không còn che giấu ý định của mình. Nhưng bất chấp các mục tiêu đầy tham vọng của Moscow, và, tình báo Anh hôm nay cho biết lực lượng Nga không đạt được lợi ích lớn nào trong 24 giờ qua. Bộ Quốc phòng Anh nói các cuộc phản công của Ukraine tiếp tục cản trở nỗ lực của Moscow và giao tranh ác liệt đang làm nản lòng nỗ lực của quân Nga nhằm chiếm thành phố cảng quan trọng, cản trở tiến trình của họ ở Donbass. Bộ Ngoại giao Moldova cho biết họ đã triệu tập đại sứ Moscow vào thứ Sáu để bày tỏ quan ngại sâu sắc về bình luận của vị tướng Nga Chính quyền Moldova cho biết quốc gia của họ là trung lập. Tháng trước, Moldova đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh Châu Âu. Thưa quý vị, Thủ tướng Ukraine nói chắc chắn Mỹ sẽ mở lại đại sứ quán. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm thứ sáu cho biết ông cho rằng chắc chắn Hoa Kỳ sẽ mở lại đại sứ quán của mình ở Ukraine, nhưng không đưa ra dự đoán khi nào điều đó xảy ra. Thông tin trên được ông Smihan tiết lộ với các phóng viên khi kết thúc chuyến thăm tới Washington. Khi ông được hỏi liệu có nhận được sự bảo đảm từ Hoa Kỳ rằng họ sẽ mở lại đại sứ quán của mình hay không. Hôm thứ Sáu, Vương quốc Anh thông báo sẽ mở lại đại sứ quán tại thủ đô Kiev của Ukraine vào tuần tới. Các nước châu Âu khác đã công bố kế hoạch như vậy sau khi lực lượng Nga rút khỏi miền Bắc đất nước trước sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine. Ý thông báo đã mở lại đại sứ quán ở thủ đô Kiev, trở thành quốc gia mới nhất chuyển các nhà ngoại giao về lại thủ đô của Ukraine sau khi quân đội Nga rút khỏi khu vực xung quanh Kiev. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 18 tháng 4 cho biết nước này sẽ mở lại đại sứ quán tại Kiev trong vài ngày tới. Pháp cũng tuyên bố sẽ chuyển các đại sứ quán của mình về lại Kiev. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chuyển đại sứ quán về lại thủ đô Kiev từ thành phố Chernitsy gần biên giới Romania. Nga đối lại cuộc tấn công nhà máy Azotstal. Thưa quý vị, Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arashtovych hôm nay cho biết các lực lượng nga đã nối lại các cuộc không kích và đang cố gắng tấn công nhà máy thép Azovstal nơi các lực lượng còn lại của Ukraine ở Mariupol đang trấn giữ. Ông Arashtovych nói trên truyền hình quốc gia: "Kẻ thù đang cố gắng bóp nghẹt sự kháng cự cuối cùng của những người bảo vệ Mariupol trong khu vực Azovstal." Tại một diễn biến khác, thống đốc khu vực Serhiy Haidai cho biết trên truyền hình rằng tất cả các thành phố do Ukraine kiểm soát ở khu vực phía đông Luhansk đã liên tục bị quân Nga nã pháo vào hôm thứ Bảy và cuộc tấn công ngày càng gia tăng. Ông cho biết các lực lượng Ukraine đang rời khỏi một số khu định cư ở đó để tập hợp lại. Nhưng động thái này không dẫn đến một bước lùi nghiêm trọng. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự. Những người Ukraine trục xuất đến Nga bị tịch thu hộ chiếu. Kính thưa quý vị, trang Newish ngày 22 tháng 4 đưa tin, theo nữ thanh tra Ukraine, Liyub Mila Denisova, các công dân Ukraine bị buộc trục xuất tới Nga được cho là đã bị thu giữ hộ chiếu và thay thế bằng giấy tờ của Nga. Bà Denisova, Ủy viên nhân quyền của Quốc hội Ukraine đã đưa ra những tuyên bố này trong một lần xuất hiện trên kênh truyền hình Nastoyecha Premia, phát bằng tiếng Nga có trụ sở tại Praha. Bà nói Hộ chiếu bị lấy đi từ những người Ukraine bị trục xuất. Chúng, hộ chiếu bị lấy đi trong trại sàng lọc. Theo nữ thanh tra, các lực lượng Nga đang cưỡng bức trục xuất công dân Ukraine bằng cách đưa họ đến các trại sàng lọc ở vùng Donetsk, sau đó vận chuyển họ đến lãnh thổ Nga thông qua các nước Cộng hòa do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Nữ thanh tra tuyên bố rằng phía Ukraine đang tiến hành các công việc cần thiết để bảo đảm rằng những công dân Ukraine bị thu giữ hộ chiếu sẽ có thể rời Nga để đến EU với những giấy chứng nhận này. Theo tờ Garden, hai phụ nữ cho biết họ đã được đưa đến lãnh thổ Nga từ thành phố Mariupol vào tháng 3, sau đó đưa đến trại sàng lọc trước khi bị cưỡng chế tái định cư. Một phụ nữ nói với hãng Garden với điều kiện giấu tên vì mục đích an toàn. Mọi người cần biết sự thật rằng người Ukraine đang được chuyển đến Nga, quốc gia đang chiếm đóng chúng tôi. Điện Kremlin đã bác bỏ các tuyên bố, gọi những thông tin như vậy là số trá. Trong một tuyên bố ngày 10 tháng 4, bà Denisova đã cáo buộc các lực lượng Nga cưỡng bức trục xuất công dân Ukraine, bà viết trên các kênh truyền thông xã hội của mình. Đầu tiên là họ bị cưỡng chế trục xuất, sau đó là bị cưỡng chế cấp giấy chứng nhận. Nga đã bắt đầu cấp hộ chiếu cho các công dân Ukraine bị trục xuất đến nhiều vùng khác nhau của đất nước xâm lược. Bà Denisova viết, Bằng cách đe dọa những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, phụ nữ, người quyết tật và người hưu trí, chí, chính quyền của kẻ xâm lược đã nhận được gần 14.000 đơn xin nhập quốc tịch Nga và cấp 12.000 hộ chiếu. Bà Denisova nói với Euronews vào tháng trước rằng, kể từ khi Tổng thống Nga Putin bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, hơn 400.000 người Ukraine đã bị buộc phải di rời. Theo Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức tư vấn của Mỹ, trong 2 năm qua, Nga đã cấp hơn 650.000 hộ chiếu Nga cho người Ukraine sống tại các nước Cộng hòa do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Sức khỏe ông Putin có vấn đề? Video cho thấy ông ngồi gù vai, tay vịn cạnh bàn, chân dậm nhẹ liên tục. Đoạn phim về cuộc trò chuyện giữa ông Putin do Điện Kremlin công bố hôm thứ Năm cho thấy, Tổng thống Nga vịn tay phải vào cạnh bàn ngay khi ông ngồi xuống, sau đó giữ nó ở đó trong suốt đoạn clip dài gần 12 phút. Trong đoạn video, ông Putin ngồi trong tư thế vai gù và thường xuyên nhấc nhẹ bàn chân lên rồi dậm xuống trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu để thảo luận về tình hình của thành phố Mariupol của Ukraine. Cô Louise Sermen, nhà văn và cựu thành viên quốc hội anh liên kết sự việc này với bài báo mà cô viết tháng trước trong đó cô đoán có lẽ ông putin đang giấu bệnh comment viết tôi từng đưa tin ông vladimir putin bị bệnh parkinson và giờ đây quý vị có thể thấy ông ấy vịn cạnh bàn để người ta không nhìn thấy tay ông ta đang run nhưng bàn chân ông ta không thể ngưng dậm xuống ông under aslan nhà kinh tế học và là nhà văn nổi tiếng người thụy điển và từng là cố vấn của Nga, nói rằng cả ông Putin lẫn ông Shoigu đều có vẻ bị bệnh. Ông Erslan viết trên Twitter, Cuộc họp của ông Putin với ông Shoigu hôm nay cho thấy cả hai ông ta đều xuống sắc và dường như sức khỏe không tốt. Ông Shoigu phải lắp bắp đọc báo cáo với ông Putin, cho thấy tin đồn ông bị đau tim có thể đúng. dáng ngồi của ông ta tệ, tệ hại, quá tệ, đáng xem. Giáo sư Eric busi một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể từ Đại học Công nghệ Texas, nói với tờ The Sun rằng khuôn mặt của ông Putin bị phù, càng cho thấy ông Putin trông có vẻ không khỏe mạnh. Giáo sư Busi nói, Putin yếu đi một cách đáng kinh ngạc so với người đàn ông mà chúng tôi đã quan sát vài năm trước. Một tổng thống có thân hình cường tráng sẽ không cần phải vĩ tay và sẽ không lo lắng về việc giữ cả hai chân trên mặt đất. Truyền thông từng đưa tin, gần đây ông Putin đã có năm cuộc gặp bí mật với một bác sĩ ung thư Điện Kremlin đã phủ nhận ông mắc bệnh. Mỹ ủng hộ việc hợp tác liên chiều nhằm tạo sự ổn định. Thưa quý vị, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Jalina Porter, ngày 22 tháng 4 cho biết Mỹ ủng hộ hợp tác liên chiều nhằm giúp tạo sự ổn định hơn trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un mới đây đã trao đổi thư riêng với Tổng thống sắp mãn nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in. Phát biểu tại họp báo thường kỳ khi được hỏi về cuộc trao đổi thư tín giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc, bà Potter không bình luận về sự kiện này, song cho biết Mỹ ủng hộ mạnh mẽ, hợp tác liên triều và tin rằng quan hệ hợp tác này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo một môi trường ổn định hơn trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hai nhà lãnh đạo cùng chia sẻ quan điểm rằng quan hệ liên triều sẽ cải thiện và phát triển, cũng như mong muốn kỳ vọng của cả dân tộc nếu hai miền Nam Bắc nỗ lực không ngừng với niềm hy vọng. Hai nhà lãnh đạo cũng gửi lời chào nồng nhiệt tới đồng bào hai miền Nam Bắc. Theo KCNA, trong thư, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ mong muốn ủng hộ các nỗ lực tái thống nhất bán đảo Triều Tiên dựa trên nền tảng là các tuyên bố chung liên triều, ngay cả sau khi ông rời nhiệm sở. Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh giá cao những gì Tổng thống Moon Jae-in đã làm là sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Mỹ nói Giảm thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc là giải pháp đáng cân nhắc. Thưa quý vị, phát biểu trên kênh Bloomberg TV ngày 22 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói cần cân nhắc các biện pháp nhằm cắt giảm thuế quan đánh vào hàng hóa của Trung Quốc, bởi một động thái như vậy sẽ mang lại hiệu quả trong việc hạ nhiệt lạm phát tại Mỹ hiện ở mức cao kỷ lục 40 năm. Bà Yellen cho biết Mỹ muốn làm tất cả những gì có thể để kiểm soát lạm phát đề cập đến các biện pháp mà Tổng thống Joe Biden đã thực hiện trong việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược và những động thái nhằm giải quyết những gián đoạn của chuỗi cung ứng. Bà Yellen cho rằng cắt giảm thuế cũng là biện pháp đáng cân nhắc với những hiệu quả đáng chú ý. Trước đó, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Dallas Singh trong phát biểu ngày 21 tháng 4 cho rằng nước này có thể hạ mức thuế quan đánh vào các mặt hàng không mang tính chiến lược nhập khẩu từ Trung Quốc như xe đạp hay quần áo để góp phần hạ nhiệt lạm phát. Theo ông, mức thuế mà chính phủ của cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt có thể đã mang lại lợi thế trong đàm phán, nhưng không phải vì mục đích mang tính chiến lược và Trung Quốc đã có động thái đáp trả. Ông cho rằng Mỹ đang đứng trước cơ hội để hành động trong thời điểm lạm phát cao và Trung Quốc đang có những vấn đề lớn về chuỗi cung ứng. Khảo sát 48% người nước ngoài ở Thượng Hải sẵn sàng rời đi trong một năm tới. Thưa quý vị, các nhà chức trách Trung Quốc đã khiến người nước ngoài ở Thượng Hải khiếp sợ với các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh hạ khắc. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy một nửa số công dân nước ngoài ở Thượng Hải cho biết họ chuẩn bị rời đi trong vòng một năm tới, gần 40% vẫn đang quan sát. Cuộc khảo sát này bắt đầu từ giữa tháng 4, do đây là Thượng Hải, một nền tảng thuộc Hồng Kông, Focus Media thực hiện. Dưới đây là kết quả thăm dò ý kiến của 950 người nước ngoài sống ở Thượng Hải. Cuộc khảo sát cho thấy 48% người được hỏi nói rằng Họ sẽ rời Thượng Hải trong vòng 12 tháng tới. Còn 37% người khác cho biết họ sẽ đợi cho đến khi hết dịch và quyết định đi hay ở tùy theo tình hình thực tế. Hai nhóm này chiếm 85% tổng số người tham gia cuộc khảo sát. Về việc đi đâu sau khi rời Thượng Hải, 31% cho biết họ đang có kế hoạch trở về quê nhà, 22% cho biết sẽ đến một quốc gia khác ở châu Á, 12% nói rằng sẽ đến châu Âu, 5% nói rằng họ sẽ đến Mỹ Latinh và 14% thì đến những nơi khác trên thế giới. Về nghề nghiệp, 44% người được hỏi làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ mất rất nhiều chuyên gia giáo dục nước ngoài trong một năm tới. Theo thống kê, nhìn chung trình độ học vấn của người nước ngoài ở Trung Quốc tương đối cao. Cuộc khảo sát cho thấy 55% người được hỏi có bằng thạc sĩ trở lên. Thượng Hải là một trong những đại đô thị quốc tế của Trung Quốc, nơi đây thu hút lượng lớn người nước ngoài đến từ các quốc gia khác nhau. Trước tình trạng nhà chức trách Thượng Hải tiếp tục theo đuổi chính sách Zero Covid và gây ra những thảm họa thứ cấp nghiêm trọng, không chỉ người Trung Quốc mà cả người ngoại quốc cũng khó có thể chịu đựng. Cũng có tin tức về việc các công ty nước ngoài ở Thượng Hải chuẩn bị di tản. Ông Akio Yata, giám đốc chi nhánh Đài Bắc của tờ báo Sankei Shimbun Nhật Bản, đã đăng trên Facebook vào ngày 12 tháng 4 rằng nhiều doanh nhân Nhật Bản đã sợ hãi trước chính sách ngăn chặn dịch bệnh bàn tay sắt của Trung Quốc và đang lên kế hoạch rời khỏi nước này. Nhiều người trong số đó là bạn của ông. Ngày 15 tháng 4, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thượng Hải đã có thư gửi chính quyền thành phố Thượng Hải ngoài việc bày tỏ tình hình khách quan không khả quan, còn đề cập đến việc một số doanh nghiệp do Nhật Bản đầu tư cho biết. Vì việc đóng cửa và kiểm soát không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, do đó phải bắt đầu chuyển các ngành chế tạo sản xuất sang các khu vực và quốc gia khác. Một cuộc khảo sát gần đây của Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải cũng cho thấy hầu hết những người được hỏi đều không hài lòng với việc Thượng Hải đóng cửa thành phố. New Zealand phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể XE của virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị, Bộ Y tế New Zealand ngày 23 tháng 4 cho biết, nước này đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể XE là kết hợp của hai dòng phụ BA1 và BA2 của biến thể Omicron. Thông báo của Bộ cho biết, đây là người trên từ nước ngoài trở về New Zealand hôm 19 tháng 4 và được xét nghiệm một ngày sau đó. Người này hiện đã được cách ly điều trị tại nhà. Theo Bộ Y tế, biến thể XE đang lây lan ở nước ngoài do đó, việc New Zealand phát hiện ca nhập cảnh đầu tiên là điều đã được lường trước. Kể từ khi bùng phát đại dịch, New Zealand đã ghi nhận hơn 875.000 trường hợp mắc COVID-19. Hiện nước này đang trong chế độ màu da cam theo khuôn khổ bảo vệ khỏi COVID. Theo đó, không hạn chế việc tụ tập. Tuy nhiên, trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua kỳ nghỉ lễ dài đúng dịp cuối tuần, Bộ Y tế khuyến nghị người dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. kính thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng nội dung. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.